đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã khảo sát tuyến đường kết nối Trịnh Tường đi Y Tý. Đây là tuyến đường đẹp và ngắn nhất đến Y Tý. Tuy nhiên, tuyến đường hiện đã xuống cấp, mặt đường hẹp. Việc khảo sát mở rộng là cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển, khai thác tốt tiềm năng kinh tế du lịch. Ghi nhận những kiến nghị của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát khảo sát lên phương án phù hợp cho việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế thương mại, du lịch Y Tý trong tương lai. Đoàn công tác cũng đã khảo sát tiến độ xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển mây Y Tý tại thôn Mỏ Phú Trải. Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đầu tiên tại Y Tý, tổng diện tích gần 17 ha, tổng mức đầu tư là 96 tỷ đồng, bao gồm 22 biệt thự nghỉ dưỡng, 33 biệt thự đơn lập, cùng với điểm nhấn là khách sạn 3 tầng, 145 phòng, theo tiêu chuẩn 4 sao. Sau 2 năm thi công, dự kiến tháng 4 năm 2023, dự án sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1, đón khoảng 100 khách mỗi ngày. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị chủ đầu tư, cấp ủy chính quyền địa phương tuân thủ nghiêm quy hoạch phê duyệt, bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên. Theo lộ trình, đoàn tiếp tục khảo sát tuyến du lịch leo núi Lào Thần tại thôn Phìn Hồ, xã Y Tý.